À, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy trên tay mình có cái cây tùng các bạn. Cây tùng này thì giống tùng kim cương các bạn. À, lá nó nhỏ mà cái đọt nó rất là sáng. Cái đọt nó thường thường mà cái này nó hơi già các bạn. Lúc mà nó mới đâm lên, nhìn cái màu nó xanh mà nó xanh sáng sáng ra, kiếu kiếu các bạn. Bởi vì người ta mới gọi là tùng kim cương. Lá nó thì nhỏ mà, nhưng mà cái đặc biệt cái lá của nó rất là đẹp. Và khi mà nó lá nó nhú lên cái chỗ cái đầu chóp nó giống như một cái đài hoa các bạn, nó xây đều rất là đều mà cánh nó bầu mà nó ngắn ngắn à. Thành ra cái tùng kim cương này lúc trước là nó mắc tiền lắm mà bây giờ thì cũng tương đối rẻ rồi. Hồi đó mình mua cái cây này á là mấy trăm ngàn vậy bạn, nó xíu xiu à. Lúc mình mua là nó nhỏ như đây các bạn, nhỏ hơn này nữa xíu à, bằng cái đọt vậy thôi nè, là 500-600 ngàn vậy đó. Mà mình đem mình uống nó rồi, bắt đầu cái mình để mình xuống đất cho nó lớn cây nữa mà bỏ lắm lâu nó uống nhánh nó chết hết nhánh bên đây nữa mà nè. Lúc mình uống á rồi cái để xuống đất lâu ngày cái nó khuyết cái nó chết nhánh uống rồi đâm lại nhánh này nữa mà em cắt bỏ nè. Đó, mua cái cây quý về mà cứ bỏ phế con ta chứ không thôi giờ cắt chiết giờ cũng nhiều quá bạn. Nói chung thì cái tùng này thì nó rất là mạnh quá, nó dễ sống hơn cái tùng lá Hán cũ của mình, dạng những tùng cũ. Nhưng mà tại lý do là cái giống nó nhập, cây này như là giống nó nhập Đài Loan các bạn ơi. Nguồn gốc nó là mà theo mình biết xuất xứ từ của Nhật á. Nhật du nhập Đài Loan tới bây giờ tới Việt Nam luôn rồi. Ha, này là ngoại lai. Rồi, chém gió hoài. Đây, có cái đế luôn các bạn. Hồi đó là nó lúc dưới mình lên, mình kê lên mấy lần rồi nè, nó ra được vậy nè. Thì hôm nay là mình có mấy cái chậu nữa nè, cái chậu bữa có mua về mấy cái rồi. Đó, giờ mình để mình chọn á, nãy giờ mình nghiên cứu rồi mình chọn cái này các bạn. Cái này giờ bữa hổm mà mình cũng có đưa cho bạn xem là cái chậu này là nó cái dạng mà nó như là một cái bát ha. Thì cái phong cách của người Nhật các bạn, thường thường người ta chơi chậu này nè, chậu cái cây cao khiêu khiêu lên nhưng mà cái chậu thì nó siêu siêu vậy nè, mỏng dánh vậy đó. Thật ra bữa giờ là mình mua về để đây là mình nghiên cứu là mình để mình trồng cái tùng này cho nó phù hợp các bạn. Cái nữa là các bạn thấy cái tùng á thì thường nó là cổ các bạn, thì đưa vô cái chậu này nó còn cổ như vậy nè ha, mình nó mới phê. Rồi để bây giờ mình nghiên cứu rồi mình đưa nó vô nè, cái mình cắt mình sửa nó là các bạn. Cái này thì chắc lẽ mình lấy một vài nhánh này, nhỏ nhỏ xíu à, uống sơ nó thôi đó ha. Để mình sổ ra cái đế này bữa nay nó làm sao các bạn. Dạ. Cái gì nó chít chít ồ dễ quá trời luôn. Này lúc trước là bỏ cái cho cháu vô nữa mà bỏ cho cháu chứ giờ nó đang thui. Giờ mình cắt bớt cái rễ dưới này đi. Ăn ra ngoài đất nè. Gì vậy ta? Ơi, cái đinh cắt cọp cọp vô kéo của mình méo hết trơn các bạn. Teo rồi. Thiệt tình cái đinh cập 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 với cha mày bà ơi. Mẹ kéo luôn rồi. Ô cây này để lâu ngày có rễ có đế nè. Cây này mình trồng lúc mình mua về trong cái bầu này mình trồng chắc cũng cỡ 2 năm đó bạn, nhưng mà mình không có cho nó ăn ra đất, mình có cho nó ăn trong bầu này không à, chủ yếu là ép nó để lấy cái bộ rễ thôi bạn ha. Bây giờ để mình cho nó bớt đất ra cái mình cắt gom rồi nhỏ nhỏ này.
ép nó vô cái chậu được các bạn. Để nó nhiều quá không được ha. Ép nó vô. Giờ trước mắt mình cắt bỏ nhánh này. Nhánh này mình nghĩ nó không xài được phải nè. Đưa đây thử ra, ướm vô thử các bạn. Ok đây. Nghiêng. Này chắc có lẽ mình lấy lên tới đây quá rồi. Để trước mắt cắt cái đọt nó bỏ đi. À. Chứ không thôi mình để nhiều quá là nó héo quá. Cắt bớt mấy cái rễ nhỏ nhỏ này đi. Cho nó lậu, mình để lên coi. Mình chậm quá ha. Các bạn thấy cái nhánh, hai cái nhánh này nè các bạn. Mình có thể mình cắt bỏ nè. Ý của mình là mình trồng vô vậy nè các bạn. Trồng cho cái này nó hơi về bên sát bên mép chậu đây. Bởi cái cây nó nghiêng quá các bạn. Ha. Đó. Thì hai cái cành này các bạn thấy nè. Nó dài giá quá ra ngoài không có lá hết trơn các bạn ha. Uống khó mà uống ha. Cành này nếu mình làm cây quái được các bạn. Làm cây quái thì mình uống hết cái này nè, cho nó đi xuống đây nè. Thì ra cái quái nè. Ha. Nhưng mà cũng không đã lắm đâu. Giờ mình có thể mình bỏ nó. Bỏ luôn cái này các bạn. Bỏ này luôn nè. Mình chỉ cần lấy một cái tán này thôi. Ha. Hai nhánh này mình có thể mình uống xuống. Dựng cái này lên ngọn. Nhánh bên đây có thể bỏ luôn nè các bạn. Mình bỏ luôn. Đó, bây giờ trước mắt mình cắt bỏ hai nhánh này đi. Ha. Bỏ hai nhánh này. Nó mới ra cây được các bạn. Ha. Đó. Nó giống cái phong cách của mấy ông mà Yokohama được các bạn. Kawasaki. Bây giờ để mình này vô chắc chồng đi. Thì đây chắc chồng mình đã trộn cái này nè các bạn. Này nó rắc thịt nha. Hột to hột nhỏ như mình trộn đây nè, mình trộn cũng tương đối cũng nhiều lắm rồi. Trùng thì nó cũng chịu rắc thịt lắm rồi nha. Đó. Còn cái con dây nhôm mà. Ha. Cố định với cái thằng đá chậu đi. Mình đưa cây vô các bạn ha. Ngắm cho nó ngay giờ mình cố định nó lại luôn mà. Rồi sau khi mình trồng vô chậu xong á, mình đắp riêu luôn nè các bạn. Ha. À, đó, đắp riêu luôn rồi. Thì nãy cái rễ này nó nằm ở trong đây nè các bạn, mình mới bẻ ra. Ha. À.
Ở đây thì cái rễ này nè, mình có thể là mình cắt bỏ bớt cái rễ nào cho nó chống thêm cái rễ này rồi. Để em cắt thử cái rễ này ra ha. Rễ nhỏ này nè. Nhiều quá nó cũng tối quá ha. Đó, cắt nó ra đi. Chống quá là sao? Nó cũng tạm tạm được rồi. À. Nếu mình cắt bỏ luôn á thì cái bộ đế này nè nó phải xè ra ngoài đây. Nó nổi lên nó thì mình có thể mình cắt luôn, mà nãy mình tìm nó không xè được các bạn, nó đi xuống đây rồi. Mà nó xè ra tới đây thì mình cắt hết cái vàng này nè. Mình cho nó nổi cái phần đế này lên cũng hay nữa mà. Để em nuôi thời gian ha. À. Chứ mình thấy mấy cái rễ này nó ngang ngoe nằm ở trên cũng không hay lắm rồi. Nhưng bây giờ nó trước mắt là cái gốc của nó đế nó không xè ra. Nếu mình cắt này ra nó không có vững được cây các bạn ha. Kệ đi. Mắt cho nó nằm đây đi ha. Đó. Còn cái thằng tán nữa các bạn. Thì sau khi mình lên chậu rồi các bạn thấy là mình định chọn mặt tiền bên đây nữa các bạn. Mặt tiền bên đây thì cũng được. Tiền đây thì nếu mà qua tới đây thì nó không hay lắm rồi. Lấy ra đây mới vừa. Ha. Nhưng mà cái cành này thì nó chọn mặt tiền đây hơi khó uống các bạn. Chọn đây dễ uống hơn. Ha. Thì nay mai cái này già, nếu mà cái cây này nó sống mạnh mình có thể cho nó lộ cái phần đế này lên tí, cắt luôn mới rễ các bạn. Tại nó rối quá. Còn không thì mình có thể mình về từ đây mình chuyển nó qua đây. Bẻ nó đây. Giống nãy rễ này trong bẻ ra ngoài nè. Rồi bây giờ cái phần ngọn này á thì chắc có lẽ nếu mình lấy mặt tiền bên đây thì mình có thể mình cắt lên tới đây nữa mà. Gạt bớt lá này ra đi. Đây giờ mình cắt cái này ra luôn. Lấy tới cái mầm này nữa các bạn ha. Đó. Mấy này giờ để tí nữa mình dầm thử cho nó lên không. Nghe nói đâu là tùng dầm cành lên đó các bạn. Này thì nó dựng cái đỉnh đây lên. Còn cái phần bên đây các bạn, cái nhánh này nè. Các bạn thấy nếu mà cái nhánh này mà nó nằm toàn bộ nhánh này nằm qua đây mình uống rất là hay luôn các bạn thấy không? Thấp cái máy xuống tí ha. Nhánh này các bạn thấy nhánh đầy đủ cho mình uống không ạ? Phải nó nằm qua đây thì mình lấy nó mình uống rất là hay luôn mà. Giờ nó nằm nghịch đây mình uống về không được không? Ha. Uống về nó gãy. Thôi mình cắt bỏ ở đây mình uống về hay nữa mà. Thôi không được, bỏ nó luôn ạ. Nếu mà cái này là mình uống ra đó, tán này nè, mình uống ra thì nó thấp quá mà ha, cũng không hay lắm. Bây giờ chủ yếu là mình cho cái cành đây nó nhiều, cành đây ít thôi mà. Bên đây nhiều nữa là nó không hay lắm. Bên đó bên nhiều mà. Vậy thì bắt buộc mình phải cắt cho tới đây nè. Đó ha. Đó, cái này nó phải sát như vậy nữa bạn. À, nó phải sát như vậy nè. À, mình uống cái tán này xuống nè. Ha, còn bây giờ là nó bự quá, bắt buộc phải cắt các bạn. Ha. Cắt nuôi nó lại thì nó mới hay. Đó. Mình uống cái này xuống nè bạn ha. Uống xuống tạo tán. Bây giờ trước mắt mình vui dây mình uống cái tán đổ này trước nè. Ha, cành này nó cho nó phóng ra tới đây nè các bạn. Đó. Để em lật bớt lá ra đi. Nó uống cái cành phóng dài xuống dưới trước. À. Tùng này nè các bạn, mình khi mình uống á, mình vẫn lật lá được nha bạn. Trước mình có uống cái tùng á, mà mình lật lá chịu lũi luôn, rồi mình mới uống. Thì cũng có bạn mới nói góp ý cho mình đó là tùng mà uống mà lật lá là nó chết. Nhưng mà không sao bạn, mình uống vẫn, mình lật lá mình uống vẫn bình thường, không chết gì đâu. Không biết bạn nó kinh nghiệm sao mà nó lại tùng uống lật lá mà nó chết không biết nè. Mình thấy anh em mà miền Bắc á, mình có ra ngoài miền Bắc thì thấy anh em mà miền Bắc uống tùng rất là hay luôn ạ. Mình
rất thích cái phong cách mẫu con Tùng, anh em mình bắt nó chuyển dáng về nó đó bạn. Lúc đó mình có làm clip mà không biết bạn còn nhớ không, về cái Tùng luôn đó bạn. Có nghĩa là nguyên một cái nhánh nó bị đơ đó, rồi người ta cắt thành chữ V mà bẻ nó xuống đó bạn. À. Rồi giờ để mình muốn hạ cái này xuống nè, chỗ này nó bị chớp nữa bạn, vết chớp cũ á. Cho cái cành này nó phóng ra luôn à. Nói chung là cái Tùng á thì nó sống rất là bền các bạn. Người ta nói sống vững như là cái Tùng cái Bách các bạn. Đó, Bách thì nó cũng là một họ Tùng. Nó cũng là họ dòng họ Tùng các bạn. Khi mà lên chậu thì mới lên thì nó hơi bị khựng khựng đó một thời gian ha, nhưng mà khi nó bén được rồi nó thuần được cái chậu rồi các bạn, là nó sống mãi với thời gian các bạn. Bởi vậy là cũng có một số là người ta rất là thích chơi cái Tùng các bạn, rất thích chơi Tùng bởi vì là nó mang cái tính là già lão đó mà. Rồi xong các bạn ơi, đó. Cái Tùng này thì các bạn thấy là cành nhánh nó còn thưa các bạn ha, nó chưa đủ đâu. Ngày mai mình chăm sóc, mình vô phân cho nhiều một tí là nó đâm ra, cái mình cắt Tùng này thì mình phải cắt thường xuyên các bạn, nó mới nhảy cái tược ra nó mới đẹp được, chứ không thôi là cái tược của nó vươn dài dài á, mình không cắt các bạn đi con tược rồi đi ra tuốt mà xa mà nó đâm cái nhánh nó ngộ vậy đó. Thành ra là mình phải cắt thường xuyên đó bạn, mỗi lần cắt á, thì mỗi lần phải bón phân cho nó ha, à, thì nó mới đâm nhiều dày tán được các bạn. Để tương lai cái cây này mình cố gắng mình chăm sóc cho đâm ra dày tán cho bạn xem. Đó thì đối với cây Tùng thường các bạn mà mới uống thì nó không có được đẹp lắm, trừ khi là mình uống tán này, uống tán theo kiểu mà anh em miền Bắc đó, thì bạn biết là uống một cái tán đưa ra đó là gom toàn bộ những cái cành này, những cái cành nhánh gom nó vô hết, nó thành một cái tán, người ta cắt luôn các bạn, cắt cả cái lá cả cái nhánh, nó cắt đều nó thành một cái khóm dày như cái mâm vậy đó. Đó thì thường là vậy, tốn từ tán nó chale gọi là tán Tùng đó các bạn. Nhưng mà mình thì mình không uống, vì mình uống theo cái bonsai mà tự nhiên các bạn. À, thành ra là các bạn thấy là khi mình uống xong
thì cành nhánh nó thường cái tùng đó là các bạn thấy là nó thiếu nè, nó không phải được nhiều nhánh đâu. Thành ra sau khi mình uống xong đó, giống như là cái này giống như là định hình nó vậy đó ha. Những cái chỗ đây nè, nó đâm ra nãy mình đã cắt những cái ngọn nó rồi nè ha, thì nó đâm ra là mình cứ cắt tiếp tục, cắt cho nó nhặt lại luôn các bạn. Chứ cái dòng tùng các bạn thấy là mỗi lần nó đâm ra là nó chỉ đâm một nhánh thôi, một cái đọt thôi, nó vươn dài ra một đoạn xa đó, bắt đầu nó mới chia ra một từng nhánh mà. Tức là nó lên từ từng một tầng vậy, nó nằm tầm khoảng 3-4 nhánh với một cái đọt các bạn. Đó, cái dòng tùng nó vậy đó. Thành ra là bắt buộc mình phải cắt ha, mình phải cắt mình nhiều nhịp như vậy đó thì nó ra nó mới nhặt nhánh lại, nó mới tạo được cái tán các bạn ha. Đó, tục nó lại vậy. Thành ra khi mà mình mới uống đó, thì các bạn thấy là nhìn thấy nó khẳng khịu không có nhánh gì vậy đó. Còn cái thằng đế của nó thì mình thấy là nó cũng tạm được các bạn ha. Nếu mà cái đế dưới này nè, các bạn thấy sau này mà nó nhiều, mình bớt cái đất ra thì mình phải cắt những cái thể trên đi ha, cho nó thoáng luôn. Còn trước mắt thì mình để gì nó cũng quái cây các bạn ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây, các bạn xem video có thể góp ý kiến thêm cho mình ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.